Trong số các đội bóng ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, có lẽ chỉ đội tuyển Việt Nam mới trải qua những trận đấu thực sự căng thẳng ở vòng loại thứ 2. Ngoài ứng viên hạng nặng UAE, các đội còn lại như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia không hề yếu và có sức mạnh tương đồng như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu không bàn đến việc những siêu cường như Australia, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, ngay cả đối thủ được đánh giá là đồng cân đồng lạng với Việt Nam là Oman cũng trải qua vòng loại tương đối dễ chịu. Nằm ở nhóm hạt giống số 2, lá thăm may mắn đã giúp đại diện vùng vịnh nằm ở bảng E cùng Qatar, Ấn Độ, Afghanistan và Bangladesh. Quả thật, ngoài Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022 và tham gia để cọ sát, rào cản lớn nhất của Oman chính là Ấn Độ, thế nhưng Ấn Độ lại chưa bao giờ là cường quốc về bóng đá. Vị trí thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng cho thấy đất nước tỷ dân này mê cricket hơn là môn thể thao vua. Diễn biến tại bảng E cũng cho thấy những nhận định kể trên là hoàn toàn chuẩn xác. Dù Oman khởi đầu bằng một bàn thua trước Ấn Độ, nhưng đẳng cấp vượt trội giúp họ lập lại trật tự với cú đúp của Al Alawi trong 10 phút cuối trận. Đáng nói hơn, màn lội ngược dòng này còn diễn ra ngay tại sân động Indira Gandhi, sân nhà của Ấn Độ. Việc có được 3 điểm quan trọng xem như đã giải quyết cơ bản vấn đề tinh thần cho Oman ở lượt trận thứ 2. Thầy trò huấn luyện viên Branko Ivankovic hầu như không gặp khó khăn nào trước Afghanistan. Họ đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 và vươn lên ngôi đầu bảng khi Qatar bất ngờ bị Ấn Độ cầm hòa không bàn thắng. Lượt trận thứ 3 ghi dấu thử thách thực sự khi Oman phải làm khách tại Qatar. Tuy nhiên, Oman đã khiến đối thủ của mình chây ra chốc vẩy mới có được 3 điểm. Qatar sớm mở tỷ số với bàn thắng của Afif, nhưng rồi Al Alawi lại quân bình tỷ số cho đội khách. Phải nhờ đến pha lập công của Ahmed Ali ở khoảng thời gian cuối trận, Qatar mới giữ lại được trọn vẹn chiến thắng trên sân nhà. Tất nhiên, trận thua này nếu nhìn một cách toàn cục thì cũng là điều khá bình thường với Oman. Ngay sau đó, đại diện vùng vịnh chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào để giải quyết Bangladesh với tỷ số 4-1. Trận đấu mang tính then chốt cho cả chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với Oman chính là màn tiếp đón Ấn Độ trên sân nhà. Nếu thắng, Oman gần như chắc chắn sẽ có được ít nhất 18 điểm ngay sau khi vòng bảng kết thúc bởi tương quan lực lượng ở bảng đấu này được phân chia khá rõ ràng. Dù không dễ dàng nhưng chủ nhà vẫn biết cách lấy được 3 điểm từ tay Ấn Độ với pha lập công duy nhất của Al Ghassani trong hiệp 1. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Oman tiếp tục thua Qatar nhưng lấy trọn vẹn 6 điểm từ hai đội yếu nhất bảng. Việc Triều Tiên bất ngờ bỏ giải và các đội nhì bảng phải trừ đi thành tích với đội xếp cuối cũng không thay đổi điều gì. Với 18 điểm từ tối đa 6 trận còn lại, việc Oman lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là điều hiển nhiên. Không hẳn là một đội tuyển quá mạnh, nhưng hồi tháng 1 năm 2020, huấn luyện viên Branko Ivankovic đã thể hiện được tham vọng đưa tuyển Oman dự World Cup. Tôi có tham vọng to lớn và tôi tự tin rằng mình có thể dẫn dắt tuyển Oman tham dự World Cup. Chúng tôi có giấc mơ và trong bóng đá, phần thưởng chỉ đến cho kẻ chiến đấu hết mình trên sân cỏ. Các cầu thủ Oman có tài năng cần thiết để đoạt vé dự World Cup, nhưng tôi cần có thời gian để đưa đội tuyển đi đúng hướng. Tại vòng loại World Cup 2022, Oman có 3 cầu thủ cùng ghi được 3 bàn thắng, đó là Khalid Al-Haiji, Abdul Aziz Al-Mubali và Abdullah Fawaz. Trong đó, Abdul Aziz Al-Mubali là cầu thủ đáng chú ý nhất của Oman. Tiền đạo 32 tuổi này ghi được 32 bàn thắng trong 87 lần ra sân cho tuyển Oman. Abdul Aziz từng được trang chủ AFC khen ngợi về khả năng tấn công, đặc biệt là những tình huống không chiến. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ để ý chăm sóc kỹ tiền đạo này ở vòng loại thứ 3 World Cup. Bên cạnh đó, phải kể đến hậu vệ dày dặn kinh nghiệm 33 tuổi Saad Al-Mukhaini, cầu thủ từng có thời gian thử việc tại Arsenal. Tuyển Oman đã xếp ở vị trí thứ 80 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tuyển Việt Nam tới 12 bậc, nhưng họ cũng chưa giành vé dự vòng chung kết World Cup lần nào. Tuy nhiên, đội bóng này từng vô địch cúp các quốc gia vùng vịnh năm 2009 và 2017. Vào tháng 5 năm nay, Oman đã thắng 1-0 trong trận giao hữu với Thái Lan. Ngoài ra, họ cũng đánh bại đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia với tỷ số 3-1. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những trận đấu kín và chẳng mang lại thông tin giá trị nào về mặt chuyên môn cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu nhìn toàn cục, việc giải quyết gọn nhẹ các đội Đông Nam Á cũng cho thấy phần nào sức mạnh của Oman. Có thể đây vẫn là đối thủ trên cơ một chút so với tuyển Việt Nam. Nhưng nếu nói rằng người hâm mộ Việt Nam chẳng biết cầu thủ nào của Oman thì hoàn toàn sai lầm. Thậm chí phần đông những cậu trai trẻ đang tuổi lập gia đình hoặc những ai đã có 1-2 con hẳn sẽ biết đến người này. Đó chính là thủ thành Ali Al-Habsi, người từng có nhiều năm chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh.
Thủ thành này nổi bật trong màu áo của Bolton Wigan với khả năng phản xạ ấn tượng, ra vào hợp lý và đương nhiên bởi quốc tịch lạ của mình. Không dễ gì để một cầu thủ Oman lại được ra sân ở giải đấu đẳng cấp như Premier League và để lại dấu ấn. Đáng lý ra người hâm mộ Việt Nam có thể gặp lại một phần tuổi thơ nếu như Am Hapsi không quyết định giã từ sự nghiệp đội tuyển quốc gia năm 2020. Sau đó hết mùa giải, anh chia tay West Brom và cũng lựa chọn việc giải nghệ. Thực tế, hành trình của Oman tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn có dấu găng tay của Am Hapsi, huyền thoại 39 tuổi ra sân ở hai trận đấu với Bangladesh và Afghanistan. Nhưng phần còn lại chính xác là một ẩn số, đội hình của tuyển Oman không có gì quá vượt trội so với Việt Nam. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Oman là 5,83 triệu euro, con số này với tuyển Việt Nam là 5,65. Một phần cũng bởi giải vô địch Oman chỉ ở mức vừa phải, không có giá trị quá cao. Nhưng có một điều đặc biệt, sức mạnh của Oman một phần đến từ nền tảng của huấn luyện viên quá cố Pim Verbeek. Với đa phần chúng ta, cái tên này chẳng có gì đáng chú ý, nhưng đây lại là một người bạn cũ đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Verbeek chính là người trợ lý Hà Lan trong thành phần ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Trên các trang thông tin tìm kiếm chẳng mấy khó khăn để tìm ra những bức ảnh có sự hiện diện chung của huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Pim Verbeek. Nhưng thật đáng tiếc, ông Verbeek đã qua đời sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Năm 2015, biết mình bị bệnh, ông vẫn nhận lời dẫn dắt tuyển Oman và mở ra chương rực rỡ trong lịch sử của đội tuyển quốc gia nước này. Ngày ông đến, tuyển Oman đứng hạng 121 thế giới. Khi ông ra đi, Oman lên 90 thế giới, tăng hơn 30 bậc trong 2 năm. Nói chẳng quá rằng, y hệt người đồng đội cũ Park Hang-seo, ông Verbeek, dường như đã nâng tầm tuyển Oman. Ai dám nói rằng tuyển Việt Nam sẽ vào top 100 và có vị trí vững chắc như ông Park từng tuyên bố ngày nhậm chức. Ai tin rằng Oman cũng vươn mình mạnh mẽ như vậy ngày Pim Verbeek đến vùng vịnh. Ít nhất, hai người đàn ông đặc biệt ấy từng gặp lại nhau ở lễ bốc thăm Asian Cup 2019. Ông Park còn kịp tặng bạn cũ một hộp sâm, còn ông Verbeek vì quá bất ngờ mà chẳng kịp tặng gì. Thậm chí, ông có chia sẻ rằng mình cảm thấy rất ngại ngùng vì tay không gặp lại người đồng sự cũ. Giống như các huấn luyện viên Hà Lan khác, Verbeek là một người chuyên giáo bóng đá. Ông biết cách khai phá tiềm năng của những nền bóng đá nhỏ, đưa họ tới đẳng cấp mới. Trước Oman, ông đã từng làm điều tương tự với Australia và Maroc. Đó dường như là thứ ADN được lưu truyền từ Hiddink tới các trợ lý, điều mà ông Park cũng học được và đã mang tới Việt Nam. Giờ đây, Oman lại tiếp tục được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân đầy danh tiếng khác là Ivan Kovic. Huấn luyện viên gốc Nam Từ cũ mang đến vùng vịnh thứ bóng đá vừa có chất nghệ sĩ nhưng không thiếu đi chút thực dụng và đầy tiểu xảo. Một tập thể không có ngôi sao nhưng người nổi bật nhất lại là ở trên bàn ghế huấn luyện. Đó chắc chắn là một tập thể rất đáng gờm.